Lê Hoàng Diệp Thảo giải thích lý do nhiều lần đưa chồng đi bệnh viện tâm thần. Bất kỳ người phụ nữ nào khi thấy sức khỏe của chồng không ổn định thì sẽ làm như tôi tin là vậy. Tôi đưa chồng đi bệnh viện tâm thần nhiều lần là nỗ lực để giúp anh Vũ. Anh đang bị bệnh nên nói không đúng chính xác như người bình thường. Tại phiên tòa xét xử vụ ly hôn của vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo diễn ra tại Tòa Nhân dân TP.HCM, sau gần 40 phút diễn ra, phiên tòa xét xử vụ ly hôn chính thức tạm hoãn tới ngày 27 tháng 3 theo đơn đề nghị từ phía bà Thảo và để làm rõ số tiền hơn 2.100 tỷ đồng tại 3 ngân hàng đứng tên bà Thảo. Sau khi kết thúc phiên tòa, bà Thảo đã có những chia sẻ với báo chí về cảm xúc hiện tại. Khi đề cập tới chuyện ông Vũ tố bắt chồng đi kiểm tra ở 5 bệnh viện tâm thần và 2 trung tâm giám định hòng đẩy chồng vào nhà thương điên chiếm đoạt quyền lợi, bà Thảo thẳng thắn, cái đó là không bao giờ có. Đối với một người vợ không bao giờ có chuyện làm như vậy với chồng mình. Ở đây trong tình trạng anh Vũ đang không ổn định về mặt sức khỏe, tất cả mọi người ai cũng biết điều đó. Nếu bất cứ người vợ nào trong trường hợp đó, tôi tin là như vậy. Tôi đưa chồng đi bệnh viện tâm thần nhiều lần là nỗ lực để giúp anh Vũ. Anh đang bị bệnh nên nói không chính xác như người bình thường. Ngoài ra, đáp trả về việc ông Vũ chỉ trích người con 3 năm không tăng một cân, bà Thảo đáp: cái đó chắc chắn là không có, con bé nó biết được cái tin, nó cũng buồn, là vì đôi khi anh cũng không nhớ nó bao nhiêu tuổi, đang học trường nào, chứ con bé vẫn lớn và đàng hoàng trưởng thành rất tốt. Bên cạnh đó, trả lời về thắc mắc của báo chí, ông Vũ nói đã can đảm thấy quá mệt mỏi với chuyện này, cảm xúc từ phía bà như thế nào. Bà Thảo nêu ý kiến, tôi cũng đang quá mệt mỏi, tôi cũng muốn phiên tòa nhanh chóng kết thúc. Tuy vậy, chính bà Thảo là người đề nghị rời phiên tòa đến gần một tháng sau. Bà Thảo chia sẻ thêm, tôi có gửi lời đề nghị muốn hoãn phiên tòa để thu thập đủ chứng cứ, nhưng việc rời lại tới ngày 27 tháng 3 là tòa quyết định. Tôi còn mong muốn nếu tòa làm nhanh thì tuần sau làm cho xong vụ án. Vụ án đã được rời lại tới ngày 27 tháng 3 theo lời đề nghị của bà Thảo để thu thập thêm chứng cứ. Hội đồng xét xử công bố tài liệu và thể hiện rằng là tại cái thời điểm mà xác minh 2018, số dư bao nhiêu trong vừa rồi hội đồng xét xử là toàn là công bố tài liệu năm 2015 thôi. Và khoảng 2015 đến 2016. Nhưng mà vấn đề là 2018 có tiền không? Vấn đề là ở chỗ đó. Đấy là toàn bộ số dư tài khoản này mà tòa đã yêu cầu ngân hàng các ngân hàng cung cấp thì tôi xin công bố tóm lại cho nó gọn. Thể hiện rõ rằng là cái tiền đó nó phát sinh từ năm 15 đến năm 16, và với cái tài liệu nó thể hiện như vậy thì sau cái thời điểm mà ví dụ như cái thời điểm này là cái thời điểm 15 tháng 2 năm 16, cái số tiền này thì sau ngày 15 tháng 2 năm 16 thì số tiền nó vẫn còn được, bởi vì là chỉ trong cái khoảng thời gian đó thì có phát sinh vấn được. Như vậy thì trong một vụ án ấy, nếu mà để mà xác định số tiền còn hay không để mà chia thì nó phải thể hiện ở cái chỗ là hiện tại nó còn hay không đó. Tôi lấy một ví dụ rất là đơn giản, ví dụ
hai vợ chồng bây giờ có một chiếc xe ô tô, anh chị có rất nhiều ô tô, ví dụ như có một chiếc xe ô tô Rolls Royce chẳng hạn, giấy tờ thì đã nộp cho bà rồi. Thế nhưng mà cái Rolls Royce nó có thể nó bị cháy hay nó có thể nó bị thất lạc đi đâu đó không còn nữa, bị hủy hoại. Thế thì mình phải xác định là cái thời điểm hiện tại để chia thì nó có còn hay không. Ví dụ như với cái số tiền này cũng thế, thì mình phải xác định rằng là bởi vì sao, xác định số dư ở ngân hàng là xác định số dư tại thời điểm xác định, chứ không phải là xác định số dư trong một thời điểm và một thời điểm trong quá khứ đó. Thế thì để giải quyết vụ án mà xác định vào thời điểm trong quá khứ thì nó không có ý nghĩa nữa. Ví dụ như vợ chồng anh, ví dụ như con anh đi học bao nhiêu năm nay như thế, chị chuyển tiền cho bà nội của các cháu tới gần 1.000 tỷ như vậy, đúng không? Thế thì mình phải xem những cái dòng tiền đấy, mà nếu mà để mà giải quyết cái phần này thì như tôi đã nói rồi, nó phải không thể làm cái vụ án này được đó. Cái dòng tiền nó đi đâu, cái dòng tiền vào là như nào, cái nguồn tiền đấy là từ cổ tức hay là tiền riêng của bà nào đó, không thể ra như vậy được. Ngoài bài tiền viện sát phát biểu vậy, chị có ý kiến gì không chị? Không, ấy là viện sát phát biểu vậy, mình có ý kiến gì không? Thank you.